Xin chào tất cả các bác và anh chị. Mới nhất trong buổi sáng ngày hôm nay, em Trường bàn giao một mẫu xe Ford Everest 2010 số tự động. Hôm trước em đã quay clip bán về Bình Thuận nha. Đây, sáng nay bác trai này về Bình Thuận rút hồ sơ. Vì cái đợt dịch này thì hồ sơ nó hơi lâu và chậm trễ, nó có kéo dài gần một tháng luôn ha quý vị à. Tại vì vừa trúng tâm dịch rồi thêm bầu cử nữa, cho nên hồ sơ nó chậm chạp. Tất cả quý cô bác và anh chị mình á, không khi mà mua xe bên em Trường đừng có lo nha. Em chỉ cố gắng hồ sơ tốc độ nhanh nhất cho nhà mình. Thì mẫu Everest này đó, em rút hồ sơ cho bác trai Bình Thuận rồi. Thì bác bây giờ đang làm thủ tục bàn giao tiền bạc và chuẩn bị lên xe đi về lại Bình Thuận bám biển. Thì những quý cô bác anh chị nào em đang nợ hồ sơ thì quý cô bác có yên tâm. Thì trong vòng cũng cố gắng thì qua đợt bầu cử này, qua tâm dịch thì hồ sơ nó sẽ nhanh hơn. Đó. Thì tình hình dịch chung cả nước mà, quý cô bác mình thông cảm nha. Thì em sẽ cố gắng mà rút hồ sơ cho những cái xe còn lại tốc độ gọi là nhanh nhất có thể để bàn giao nhà mình. Đây, mẫu Ford Everest 2010 số tự động, em đã xin rút biển tạm luôn nè, cho bác chạy về luôn nha. Đó, 2010 hôm trước lên sóng cho quý các bạn rồi đó. Giờ em đang bàn giao và hướng dẫn một số công tác sử dụng. Đó, hướng dẫn bác sử dụng đầu DVD đồ luôn. Đây là nghe nhạc đúng không? Bây giờ mình thì có anh em nó hướng dẫn cho bác luôn nha. Rồi quý cô bác nào mà đang có nhu cầu quan tâm mẫu xe nào xin cứ alo trực tiếp cho em Trường. Số điện thoại 0972147247 nha. Thì đi xem xe lại Dĩ An Bình Dương. Rồi cô bác nào mà đang mua xe mà đang có nhu cầu mua xe mà đang tăng cái phương tiện đi lại hay này nọ thì alo em, bên em trực tiếp có dịch vụ ship xe tận nhà quý cô bác và anh chị luôn nha.